Tướng bớt ra trận Thế là nổi sung lên. cầm choáng đi, di chuyển nữa nên luôn tóc đánh nào. The most beautiful sight is a world without war. Ra đây một ném, lúc thì nó cầm đao, lúc thì nó lại cầm 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 Can you accept such power? cầm cầm kiếm. Tôi cũng không hiểu được luôn. Nó croc quá. Một hit. Các bạn thấy khét chưa? Quá khét. Tôi đã ăn con này chưa đã? Anh em từ từ đánh nhau nhá. Cho farm con bồ xanh ra. Cho farm con bồ xanh ra. Anh em ơi. Náo, náo. Nó náo. Sao? Sao chạy đâu đây? Ui, tôi có một chém. Nó chạy nhanh quá. Không đuổi được. Nó chạy nhanh quá bạn ơi. Ui, chết rồi. Khốn nạn thật đấy. Nên đầu công này. Nhân đầu công trước nha. Bay đâu, bay đâu. Kìa kìa, nó ăn kìa. Nó ăn trộm bùa kìa. Nó ăn trộm bìa kìa anh em ơi. Ôi, 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 sao tôi sắp chết rồi. Chết nhanh quá. Bò khỏe đấy. It's not time. I have unfinished business. Đợi tôi ra nào. Đúng rồi. Nào nào. Chết đi con lợn này. Đi vào đâu? Vào đây hả? Vào đây, vào đây trộm đồ của tôi à? Và đây ăn trộm đồ à? Và đây ăn trộm đồ à? Bạn ơi. Ui ui. Cái thằng Esu nó bắn trộm rồi. Đúng rồi, giết nó đi bạn ơi. Thế ra giết nó. Tôi được 3 mạng rồi nha. Được 3 mạng rồi. Này, mũi giáo này. Ném cho chết luôn. Đúng không? Náo này. Nó tưởng nó trâu nhưng mà trâu đánh đâu cũng chết nha. Đây chu trụ một hit hai hay tìm nó có người KS rồi AFK rồi, khả năng có người AFK rồi các bạn ạ. Thì mình nhanh vậy nha, hủy diệt em bạn luôn. Ghê không? Rồi 2 3 giết luôn. Ui chủ bắn. Suýt chết, suýt chết. Con bò ngu ngốc. Chúng ta là những con bò vui nhộn và ngu ngốc này. Đấy, các bạn thấy không, nó cất cái mũi thương sau lưng biến thành cái kiếm. À không,